À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng các con đến với môn tiếng Việt lớp 5. Hôm nay cô rất vui khi được gặp các con trong phần môn tập đọc. Trước khi bắt đầu bài học, chúng mình đã đến với một chủ điểm đầu tiên trong học kỳ 2 lớp 5. Hãy quan sát bức tranh chủ điểm và cho biết các bạn thiếu nhi đang làm gì? Đáp án A, bắt đầu đi học. Đáp án B, bỏ phiếu bầu chọn. Đáp án C, gửi thư cho bạn. Và đáp án D, sinh hoạt chào cờ. Chắc chắn câu trả lời của các con hoàn toàn giống cô, đó là phương án B. Cô chúc mừng các con. Các bạn thiếu nhi đang thực hiện quyền động viên của mình, đó là bỏ phiếu tín nhiệm, bầu chọn những người thực sự đủ khả năng và xứng đáng vào ban chỉ huy đội, liên đội để giúp cho tập thể phát triển. Đây là hoạt động thể hiện quyền và nghĩa vụ của một công dân. Thế theo sự hiểu biết của các con, thế nào là công dân? Hãy chọn một trong ba phương án A, B, C. Phương án A, công dân là người trí thức làm việc trong các cơ quan nhà nước cấp cao. Phương án B, người lao động chân tay làm trong công xưởng, nhà máy. Phương án C, người dân của một nước có quyền lợi và nghĩa vụ với đất nước. Đáp án chính xác là phương án C. Chúc mừng các con! Những bài học trong chủ điểm ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của người công dân. Cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài tập đọc Người công dân số 1. Tiết học này sẽ giúp chúng mình đạt được mục tiêu đọc đúng, lưu loát và bước đầu đọc phân vai được một trích đoạn kịch, nêu được nội dung phần 1 của đoạn kịch. Mời các con lắng nghe bài đọc Người công dân số 1. Anh Thành, mọi thứ tôi thu xếp xong rồi, sáng mai anh có thể đến nhận việc đấy. Có lẽ thôi, anh ạ. Sao lại thôi? Anh chỉ cần cơm nuôi và mỗi tháng 1 đồng. Tôi đã đòi cho anh thêm mỗi năm 2 bộ quần áo và mỗi tháng thêm 5 hào. Vì tôi nói với họ, anh biết chữ Tàu, lại còn có thể viết phắc tuya bằng tiếng Tây. Nếu chỉ cần miếng cơm manh áo, thì tôi đã ở Phan Thiết cũng đủ sống. Vậy anh vào Sài Gòn này làm gì? Anh Lê này, anh học trường Sasoluba thì anh là người nước nào? Anh hỏi lạ thật, anh người nước nào thì tôi là người nước ấy. Đúng, chúng ta là đồng bào, cùng máu đỏ da vàng với nhau. Nhưng anh có khi nào nghĩ đến đồng bào không? Sao lại không? Hôm qua ông đốc học nhắc lại nghị định của giám đốc Phú Lãng Sa tháng 5 năm 1881 về việc người bản xứ muốn vào làng Tây. À, vào làng Tây để có tên Tây, đi lại, ăn ở, làm việc, lương bổng như Tây. Anh đã làm đơn chưa? Không bao giờ, không bao giờ tôi quên dòng máu chảy trong cánh tay này của họ Lê, anh hiểu không? Nhưng tôi chưa hiểu vì sao anh thay đổi ý kiến, không xác định xin việc làm ở Sài Gòn này nữa. Lê ạ, vì đèn dầu ta không sáng bằng đèn Hoa Kỳ. Đèn Hoa Kỳ lại không sáng bằng đèn tọa đăng.
Hôm qua tôi đi xem chớp bóng, lại thấy ngọn đèn điện mới thật là sáng nhất, sáng như ban ngày mà không có mùi, không có khói. Anh kể chuyện đó để làm gì? Vì anh với tôi, chúng ta là công dân của nước Việt. Tác phẩm theo Hà Văn Cầu, Vũ Đình Phòng. Chúng ta vừa được lắng nghe đoạn 1 của vở kịch Người công dân số 1. Đón xem phần tiếp theo trong bài học lần sau các bạn nhé. Để đọc bài được tốt, chúng mình lưu để đọc tốt, chúng mình nhớ lưu ý giọng đọc từng nhân vật. Anh Thành, giọng đọc trầm rãi, trầm tĩnh, thể hiện sự thâu sâu lắng, trăn trở, lo lắng. Anh Lê, hồ hởi, nhiệt tình, suy nghĩ còn đơn giản, hạn hẹp. Giọng đọc toàn bài cần rõ ràng, mạch lạc, phân biệt giọng nhân vật. Trong bài còn xuất hiện câu dài. Chúng mình đừng quên nhấn nút dừng màn hình để luyện đọc câu dài này và dùng bút chì đánh dấu ngắt nghỉ thích hợp vào sách giáo khoa. Theo con, câu dài này sẽ ngắt nghỉ như thế nào là hợp lý? Hãy tham khảo cách ngắt nghỉ của cô. Hôm qua, ông đốc học nhắc lại nghị định của giám đốc Phú Lãng Xa tháng 5 năm 1881 về việc người bản xứ muốn vào làng Tây. Trong bài các con thấy xuất hiện nhân vật anh Thành. Theo con, anh Thành là ai? Anh Thành là Nguyễn Tất Thành, tên Bác Hồ thời trẻ. Tuya là hóa đơn. Đốc học là người phụ trách giáo dục ở một tỉnh, thành phố thời trước. Nghị định là gì? Nghị định là văn bản của cơ quan hành chính cấp cao quy định những điều cần thực hiện trong một lĩnh vực cụ thể. Phố Lãng Xa là nước Pháp. Giám quốc là người đứng đầu nước Pháp lúc đó. Đèn Hoa Kỳ là đèn dầu hỏa nhỏ, có bấc tròn. Đèn tọa đăng, nghe có vẻ rất xa lạ với chúng mình phải không? Đèn tọa đăng là đèn để bàn loại to, thắp bằng đèn dầu hỏa. Vừa rồi cô trò mình đã cùng nhau luyện đọc câu dài, tìm hiểu những từ khó cần giải nghĩa sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều trong quá trình tìm hiểu bài đọc ngày hôm nay. Mời các con đến với những câu hỏi tìm hiểu bài. Theo các bạn, anh Lê giúp anh Thành việc gì? Anh Lê đã giúp anh Thành tìm một số công việc ở Sài Gòn. Thậm chí, anh Lê còn đòi thêm cho anh Thành mỗi năm 2 bộ quần áo và mỗi tháng thêm 5 hào. Qua sự việc này, chúng ta thấy anh Lê rất nhiệt tình giúp đỡ bạn. Thái độ của anh Thành khi nghe anh Lê nói về việc làm như thế nào? Anh Thành có hào hứng khi nghe tin tốt của anh Lê không? Anh Thành không để ý đến công việc và món lương anh Lê tìm cho. Anh Thành còn nói, nếu chỉ cần miếng cơm manh áo, thì tôi ở Phan Thiết cũng đủ sống. Theo con, vì sao anh Thành lại nói như vậy? Câu hỏi này hết sức đơn giản đấy, chắc hẳn các bạn đã trả lời được. Vì anh không nghĩ đến miếng cơm manh áo của cá nhân mình, mà luôn luôn đau đáu, nghĩ đến dân, nghĩ đến nước. Những câu nói nào của anh Thành
cho thấy anh luôn nghĩ tới dân, tới nước vậy các con. Chúng mình đừng quên bấm nút dừng màn hình, nghĩ câu trả lời hoặc nhắn tin câu trả lời vào phần bình luận dưới video này trước khi đối chiếu đáp án của cô nhé. Những câu nói của anh Thành cho thấy anh luôn nghĩ tới dân, tới nước, đó là chúng ta là đồng bào cùng máu mủ da vàng với nhau. Nhưng anh có khi nào nghĩ đến đồng bào không? Vì anh với tôi, chúng ta là công dân nước Việt. Các con thân mến, trong những câu nói của anh Thành, anh đã luôn nhắc tới anh Lê về hai tiếng đồng bào và công dân, đồng bào đầy thiêng liêng và xúc động về dòng máu Việt Nam chảy trong mỗi người. Điều cô thấy lạ ở đây, đó là trong câu chuyện giữa anh Thành và anh Lê, nhiều lúc không ăn nhập với nhau. Điều đó thể hiện qua những câu nào? Lê hỏi, vậy anh vào Sài Gòn để làm gì? Anh Thành đáp, anh Lê này, anh học ở trường Sa Sơ Lu Nô Ba, thì anh là người nước nào? Anh Lê hỏi, nhưng tôi chưa hiểu vì sao anh thay đổi ý kiến, không định xin việc làm ở Sài Gòn này nữa. Thành trả lời, anh Lê ạ, vì đèn dầu ta không sáng bằng đèn Hoa Kỳ. Hôm qua, tôi đi xem chớp bóng thấy ngọn đèn điện mới thật là sáng nhất. Thật sự rằng, qua những lời hỏi đáp, chúng ta nhận thấy câu chuyện không hề ăn khớp với nhau. Trong bài, anh Thành có nói, trường Sa Sơ Lu Lô Ba. Các con nghe thấy lạ phải không? Đây là một trường học ở Sài Gòn hồi đầu thế kỷ 20 dành cho con cái người Pháp và những gia đình Việt Nam khá giả. Hiểu được từ khó, các con sẽ hiểu hơn về nội dung bài đọc. Theo các con, vì sao câu chuyện của họ lại không ăn nhập với nhau nhỉ? Bởi lẽ, anh Thành và anh Lê mỗi người đang có những suy nghĩ của riêng mình. Anh Lê đang nghĩ đến công việc làm ăn, đến miếng cơm manh áo hàng ngày cho người bạn. Tuy nhiên, anh Thành chỉ lo nghĩ đến việc cứu nước, cứu dân. Mỗi người lại theo đuổi một ý nghĩ khác nhau. Anh Lê quan tâm công việc cho bạn, còn anh Thành lại nghĩ đến việc xa xôi, trừu tượng hơn là cứu nước, cứu dân. Điều đó thể hiện rõ qua câu trả lời của anh Thành đầy suy tư, trầm ngâm. Các con cũng lưu ý, khi đọc giọng của anh Thành, cần trầm lắng một chút. Vậy là qua những câu hỏi ngắn gọn vừa rồi, chắc hẳn các con đã hiểu hơn về nội dung của phần 1 đoạn kịch. Nội dung đó là gì? Đoạn kịch vừa rồi nói lên tâm trạng của người thanh niên Nguyễn Tất Thành, day dứt, trăn trở tìm con đường cứu nước, cứu dân. Sau khi kết thúc bài học, các con nhớ viết một việc mình sẽ làm để giúp ích cho mọi người, làm cho đất nước ta thêm tươi đẹp nhé. Bài học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Cô hy vọng các con đã đạt được đủ hai mục tiêu đã đề ra từ đầu tiết học. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.